Đã bao giờ anh kiếm được 1 tỷ chưa? Cũng đã từng bị lừa hết rồi, sảnh cái chết ngay, bây giờ anh đang chết đây này. Rất nhiều cám bẫy và cám dỗ, không làm gì sai trái là được. Đây là anh tôi lại lôi cho lên sóng tiếp. Bây giờ anh đang làm nghề gì ạ? Đang làm liên thuyên. Mảng lĩnh vực gì hả anh? Marketing này, social content này, tiền online. Thế hy vọng bọn em đang làm cũng là MMO giống anh. Cái thu nhập hàng tháng của anh, thực sự thu nhập hàng tháng là anh không biết. Vợ anh đang nuôi, anh có thu nhập gì đâu. Đây có phải là một nhược điểm của MMO? Đúng rồi, đây có thể là thu nhập rất lớn, cũng có thể là không có gì. Mỗi khi mà mình build một cái dự án thì nó có mất nhiều thời gian không ạ? 1-2 tháng, có thể là lâu hơn nhưng mà cũng có thể là nhanh hơn. Nó bình quân nó sẽ tầm từ 1-3 tháng. Trước đây đã bao giờ anh kiếm được 1 tỷ chưa? Cũng đã từng kiếm được hơn 1 tỷ. Một là tiêu hết rồi, hai là cũng bị lừa hết rồi, nhưng không còn nhiều. Anh kiếm được 1 tỷ đấy do MMO hay là anh làm một cái ngành khác ạ? À, anh cũng làm MMO kiếm được. Thế là khi mà bị lừa hết một số tiền khá lớn như thế thì do MMO hay một ngành khác ạ? Chắc là cũng do MMO thôi mà. Rất nhiều cám bẫy và cám dỗ nên các bạn cẩn thận trước khi bước vào. Sảnh cái chết ngay, bây giờ anh đang chết đây này. Mục tiêu tiếp theo của anh thì nó có phải là target 1 tỷ không? Không, target 1 tỷ. Con số là bao nhiêu cũng được. Càng nhiều cũng tốt. Không làm gì sai trái là được. Mức tối thiểu mình sẽ đặt ra là bao nhiêu? Không nghĩ đến mức tối thiểu, 30 đến 100 triệu một tháng. Những người thất bại thì không có gì, top đầu thì nhóm coi như là xuất sắc, 200 đến 500 triệu. So với thu nhập Việt Nam cũng khá là cao. Nếu mà anh kiếm được 1 tỷ thì mình sẽ tiêu về cái gì? Thôi cố gắng không bị lừa nữa là được em ạ. Anh sẽ chi tiêu cái gì cho bản thân, gia đình hay là mua sắm nhà cửa, xe cộ? Anh sẽ xây nhà trước. Không biết là cái mua xe đấy nó có phải là sai lầm hay không, đúng đắn hay không, nhưng xe phục vụ cho gia đình, bản thân mình cũng không có nhu cầu về cái vấn đề chi tiêu gì nữa cả. Đây đúng là một người làm MMO điển hình, cách nhìn và cách dùng đồ rất là đơn giản. Em cảm ơn anh đã có cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Anh sẽ sớm đạt được cái mục tiêu là 1 tỷ để mình có thể chi tiêu tốt hơn cho gia đình. Cái video của anh lên 1 triệu view, 1 triệu sub cho nó phấn khởi. Cũng rất mong là bọn em được bật kiếm tiền.